Cái câu hỏi này thì tôi phải nói rằng là tôi cũng rất muốn chia sẻ với mọi người. Nếu mà chúng ta thấy rằng là thai IVF hay là thai IUI, tức là những cái sự thụ tinh nhân tạo con người can thiệp vào đó, thì chúng ta đây là chữa vô sinh, tức là chúng ta chữa những cái này để sau có con thôi, để có thai thôi. Còn sau khi có thai xong đó thì phải bác sĩ sản khoa sẽ theo dõi tiếp. Còn cái việc mổ hay không là phải hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng thai lúc đó. Còn nếu mà hoàn toàn thai tốt, thai bình thường mà đủ tháng mà chuyển dạ thuận lợi, tại sao chúng ta không sinh thường được? Chúng ta nên sinh thường. Và sinh thường làm sao sẽ rất lợi thì cho cả mẹ và cả cháu bé. Chúng ta biết là khi sinh thường mà mẹ không phải chịu một cuộc phẫu thuật, không phải chịu đau đớn nhiều. Còn cháu bé được cái gì? Là được sinh theo đường tự nhiên thì thứ nhất là cái hô hấp của cháu sẽ tốt hơn. Cái việc thứ hai là cái đường đường ruột của cháu cũng tốt hơn. Đấy là khoa học đã chứng minh rồi. Đấy. Và những cái gì mà theo được tự nhiên thì vẫn là tốt nhất. Còn thời điểm nào nên đẻ chủ động hay đợi chuyển dạ thì chúng tôi thấy rằng là thế này, là tốt nhất vẫn cứ là đợi chuyển dạ thì chúng ta sẽ theo dõi đợi chuyển dạ vẫn là tốt nhất. Còn những cái gì mà chủ động, chúng ta sẽ cần chủ động khi nào? Khi có điều kiện gì đó bất lợi. Đấy. Hoặc là thai có nguy cơ về già tháng, hoặc là thai có nguy cơ suy thai ở trong tử cung thì chúng ta phải lấy cái thai nó ra sớm thì chúng ta mới phải can thiệp. Hiện nay có một số tài liệu chứng minh rằng là nên đợi thai đủ tháng. Thai đủ tháng tức là gì? Phải là từ 39 tuần thì chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến chuyện là có can thiệp vào thai hay không. Đấy. Và chúng tôi vẫn nhắc lại rằng là việc mổ lấy thai là nên có chỉ định chính xác về mặt y học, đừng nên mổ quá sớm hoặc mổ quá rộng rãi thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân của người phụ nữ.